ba là dược liệu. Bởi là cái bàn tay tội nghiệp lắm, bởi vì mà xưa không có bản vô giống như này đâu, không có bản vô này mà đây. Bây giờ phải xứ có sẵn hết rồi. Ngày xưa thầy học là sao? Một môn tiếng Pháp thầy một cái miếng kiến. Hồi xưa nè, đi thi á, đi học cái gì? Thầy coi phát cho mình cái miếng kiến mà bề ngang nó khoảng là 3-5cm và bề dài nó 10cm. Cái phát cho mình cái bột này nè, cái bột mà không thấm, bột mà là không phải là này, cái loại có bột là trộn chất chính á, là canxi sơ hóa. Một còn chút xíu là các bạn xem một cái loại nữa. Thì lúc đó thầy đi học là cái loại đó, cái loại mà có thấm chất chính á, thì nó xài cho bạn không? Nghĩa là thầy lấy cái tấm kính mà của môn phái đó, thầy phải cái bộ nó phải luôn giống như thầy hướng dẫn vậy đó. Sau đó thầy pha nước, sau đó thầy mới làm gì, chén lại miếng kiến đó, rồi sau mới bỏ vô thầy sấy ở camera 5 độ C trong 1 giờ. Toàn bộ việc đó ai làm? Không phải thầy cô làm mà chính chúng ta. Cho nên là đó học tập tiền liệu rất là cực, mà cực lắm, là phải vô sớm mà làm lúc nào về trễ cả. Ở Sài Gòn tới thời thầy đi học là đã như vậy rồi. Nhưng mà mấy ông đàn ông thì sao? Tội nghiệp thường cái tay sao? Không có khéo. Rồi sao? Chán á, nó giống như thung lũng vậy đó. Xuống, cái phút xuống, phút lên, hồi chạy sao? Sao quắc vờ? Nhưng mà thường mấy người nữ á, nói thế không phải là nam không có người kéo tay, cũng có người rất là kéo tay. Nhưng mà đa phần nữ làm tốt rồi, không có rất sự thật. Còn bây giờ mấy anh nam mấy ăn đâu? Là cái bản mỏng này sao? Chuẩn giống nhau vậy, không phân biệt nữa. Chứ hồi đó mà thi cái môn đó thường bạn nhìn trên bản điểm thấy là nữ thì cao, tại vì bạn chán bản mẫu không tốt là không giờ lên cái bản này. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy tự hào nam nữ bình đẳng này, đối với mình bình đẳng này là chúng ta sẽ có cái bản chuẩn của mẹ để chúng ta biết. Rồi thì hãy nhớ đi hát một cái này nè, đi thi có này không? Có, người ta sẽ cho bạn một cái mẫu giống như này nè, hỏi ý nghĩa của nó là cái gì thì bạn phải trả lời được. Rồi chữ B, dù 100 ở đây là đổ son này, hay gì đổ son đây là 60, đây là 100, đúng không? Còn ở đây là chữ B là gì? B là performance, xin lỗi, là vị trí. Thì bạn thấy là có chữ B đây là chữ reality, là điều chế. Không có tấm luôn. Reparation biết không ạ? Reparation là chuẩn bị, reparation là chuẩn bị, đúng không? Này phòng của mình luôn hả? Hay là của phòng khác? Có lớp đúng không? Đúng rồi. Cái này hay nhỉ? Đúng rồi, thầy được. Tại vì có một số thầy cô người ta nói là mình đi dạy xong mới để phấn thành luôn nó dơ. Chút xíu cho mượn chụp hình lại này nghe. Để nói phòng đào tạo cái bộ phận á, mua cái này nhà mẫu vô. Cái gì hay thì phải học đúng không? Nguyên tắc cái gì là hay là phải học, đúng không? Mình đi phía ngoài cái gì mà hay mình phải học, mà dở qua thấy cái điều dở đó học không ạ? Ba thầy có dạy thầy một câu chuyện rất là hay, rất là tâm huyết. Có nói giờ đi chung, hai người đi chung với ta đều là thầy của ta, cái người giỏi hơn ta, cái người có nhiều người giỏi cũng là thầy của ta. Thầy tại sao là thầy? Chúng ta học những cái giỏi của họ để chúng ta phát huy. Cái người thứ hai giỏi là thầy của ta, mặc dù là dở hơn ta, chúng ta học cái dở đó để chúng ta tránh được giống như người đó. Hãy thầm thấy không? Nghe thầm thấy không? Hả? Ba thầy cũng là người bình thường thôi, nhưng mà chiến lý sống của ba thầy là một kiếp lắm. Nếu quý vị đang tiếp các bạn ha, là điều chế. Từ cái động từ mà repair đó là chuẩn bị, repair sang là sự chuẩn bị rồi đó. Đây tiếng Anh tính từ repair tiếp. Thì đây là cái loại mà xét cái lớp mỏ mà để điều chế, nghĩa là người ta chống lên sau, người ta cạo ra, người ta phản hấp phụ, người ta lấy được đó. Thì kỹ thuật này là cũng là xét cái mỏ như gọi là điều chế. Thì tại vì trong chương trình dược liệu không có dạy này, mà bên bộ môn thầy cũng không dạy.
nhưng mà bạn làm đề tài, có một số bạn làm đề tài có làm. Rồi đây là tấm cái bộ pháp quan, không chỉ pháp quan của hai mà cả ba pháp lâm khi mọi ghi gì. Chú thức của hạt có thể làm ra một cái gai cho cái này được quan tâm, đi thay này cho cái này đó. Nhớ được cái này nè, là một lần. Đây cái hình ảnh mà cái hộp mà giống như nãy mà chuyên viên mua nhầm, anh em một hộp nó khoảng cái hộp này tới 2 kg nè, nó có hộp ký nữa. Thì hãy nhớ như này nè. Đây nếu mà cái dấu hiệu là silicon mà GGF thì G là tiếp xung là gọi là có cái chất kích thích đó. Vì cái loại này chắc chắn không có đầy còn được. Cái loại này để giống như thầy hồi xưa đi học loại này để đưa lên cái bảng kính á, bảng kính là bảng này thì nó mới dính được. Còn bạn đưa lên cái cột thì bạn phân lập mà bạn đưa cái này là thua. Thì bạn nó mua ngầm cái loại này. À, hãy nhớ G là tiếp xung. Thì chắc cái tính này họ hai xài này đang xuất phát từ tinh bột là đã chăng. Ngoài ra chúng ta sẽ có nếu có gì đó thì ngày bền trong môi trường acid. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy một dạng đó là chữ HB là hai bộ phô mình TOC tức là xét cái lớp mỏng mà điều năng cao á, thì bạn thấy là cái hạt nó nhỏ hơn nữa là 4-8 mm thôi, cái lòng bình thường mà mình chấm nó là 15-40 vì một cái bảng mà bạn nhớ như này đi. Sao cái mỏng mà mình hay xài về của mình học thực tập là cái thức hạn nó là 15-40. Còn nếu mà hạt vừa trung bình để mình phân lập bỏ vô cái cột CC đó, hoặc là FC hay là VOC. FC là sách cái cột mà chóp nhón là khác nữa. Và bữa chúng ta có thể dịch liệu sẽ nói thêm về cái này. Thì cái thức hạn người ta xài là 40-60. Còn nếu mà mình chỉ phân lập những cái phân đoạn khô đó, thì chúng ta hãy xài cái thức là 63-60. Nhưng mà này muốn bạn nhớ này. Ở cái này chỉ cần xài trong sách ký nước mỏng là cái thức này và trong sách ký cột là cái thức này. Đây là hình ảnh của cái lỗ son. Đây. Tại sao một gam của nó có thể là chiếm diện tích tới là 400 mét vuông? Vì mỗi phân tử nó chứa rất là nhiều cái lỗ son như thế này. Nên mình đã cộng những cái lỗ này lại diện tích đó mà của một gam là khoảng 400 mét vuông. Thôi này bỏ qua. Gì? Thầy nói xong cho bạn cái nhờ silicon. Bây giờ nhớ móc xít, này phải nói nhanh thôi. Bởi vì nhớ móc xít thì nó xài em. Chúng ta cái hộp thứ hai, hai gửi luôn kìa, kiểm tra. Đó mình có ai đã được tiền cho ok chưa? Nếu có tiền thì đỡ chí lên. Bạn đi bạn sẽ học được nhiều thứ lắm. Và hãy nhìn lên. Còn bạn đi du lịch bạn thích làm gì? Selfie một cái giờ. Selfie để sướng đúng không? Bạn thích làm gì nữa? Ăn ẩm thực đúng không? Ẩm thực cho nên enjoy đúng không? Còn làm gì nữa? Chơi. Chơi là làm gì? Có bạn nào biết gì khác không? Nhóm cảnh đúng không? Còn biết gì khác không? À, biết nhiều này hả? Nhưng mà chắc trong số mình chắc thầy là lạ hết. Lạ hơn người lạ hết rồi. Thầy đi cho thầy nhìn coi cái văn hóa sống người ta này. Ý thức trách nhiệm với cộng đồng của người ta này sao? Trách nhiệm của con người đối với xã hội này sao? Bạn nghĩ tới một cái dịch chứ không? Ai sẽ trả lời được là tại sao người Việt hùng mạnh gì? Tại em quan sát người ta đi đường thôi. Mà quan sát người ta đi cho biết thôi. Tại em quan tâm rằng nước Việt là một dân tộc hùng mạnh nhất thế giới. Thầy nói luôn đi, thôi thầy nói đúng cái sai chứ. Vì tinh thần tự hào của người Việt là khủng khiếp. Mọi người nhớ được sống thành đó. Giờ sống thành năm nay có 1 chứ. Một đứa trẻ 9 tuổi thôi, ba mẹ mất hết rồi. Nó xếp hàng lâu lắm để nó được nhận lấy phần ăn của nó. Mấy ông quân đội công an nó thấy nó nhỏ tội nghiệp, hỏi ba mẹ ở đâu nó giờ nó không biết, nhưng mà nó thấy ba nó bị sống trong chiếc xe hơi bị đánh gần về tới nhà rồi, không thấy nó đứng dưới lòng này nó nghĩ là ba nó chết, mẹ chết. Mà thôi bữa đó là lúc mà Nhật Hoàng
như quan báo thông Việt Nam có quay lại cái tinh thần người Nhật VTV3 làm không quay không? Đó có quay cái động đó luôn cái đứa trẻ đó. Thì mấy ông bộ đội thấy là đồng nghiệp cho nó hai thằng ăn theo bạn biết nó chơi rồi bạn biết nó chơi rồi tại nó trả lời xong rồi dân tộc đó phải là vùng mạnh nhất thế giới này chắc chắn là gì nó nói là có nhiều người đấu với nó được nó chứ anh mạo nó bài này sao bạn thì sao biết rồi bạn thì sao cứ lên lên dần cái này tụi biết lấy dấu ấn nó làm được cái con khỉ gì không mà tại sao phải treo đạp nhau